chuyện nhiều nơi lắm mà không hết. Giống như là đa số là bị áp lực vì quá đau. Đau quá. Nhưng mà phải ráng làm việc, làm việc như là liên tục. Bây giờ anh Giang bên chính nào? Ở bên này. Rồi bên chính phải. Dạ, nhưng được mà rồi. Cái đầu, cái đầu gối là đau nhiều. Đứng nghe như này. Những lúc đau quá, ráng chịu, ráng. Nhà đâu rồi? Dạ, ở quận 6. Quận 6. Quận 6 là chợ lớn nè. Ở bến xe miền Tây thế này. Bình Tân. Gần đây chưa tốt. Đau quá. Giờ càng lớn cũng chịu hết nổi. Không chịu nổi nữa. Không chịu nổi nữa. Bây giờ già rồi. Đâu có già được. Nguyện phê mà ngày tới vui rất là nhiều. Nhưng mà không có ngủ yên được. Cho dai. Anh suốt rồi hả? Đi suốt rồi. Tại vì hỏi anh em coi. Cho da mới đi nhiều lại. Được chưa? Được, thầy ông làm mừng rất mắc luôn. Bây giờ những hôm nay thấy người khác rồi. Rồi, lần trước xử một cái ngon lành đi. Xử cái này ráng hết lên mắt nha. Chị lên chị ngồi tính dùng. Chị ngồi tính dùng, em giữ chân. Rồi thanh niên nào lại giữ dùng cho thầy ghế đi. Đó, vậy đó, được rồi đó. Đúng rồi, được rồi. Được không á? Ok. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.